Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh tarot thứ hai nữa là tarot bánh quy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về self-love, phát triển bản thân giữa tháng tuần và tháng tháng. Đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là họ có muốn một khởi đầu mới với bạn. Thì ở đây khởi đầu mới không có nghĩa là các bạn đã chia tay, mình không có mặc định như vậy. Mình chỉ mặc định ở đây là người ta là một cái mối quan hệ nào đó mà bạn có hoặc là đã có, cái người đó họ có muốn bắt đầu mới với bạn hay không. Mình không có mặc định là đã chia tay hay là chưa chia tay gì hết ha. Thì các bạn cứ chọn tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Thì mình sẽ để đá vào sau không. Xin chào các bạn chọn tập số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn. Thì họ có muốn bắt đầu một khởi đầu mới với bạn hay không ha? Nữ hoàng cốc, 10 kiếm, 7 tiền. Cũng hay nhỉ. Nếu mà bài này lên mà hỏi mình họ có gọi là có thật sự muốn không á, thì mình sẽ trả lời là có. Nghe thì nó hơi vô lý hả? Tại sao 7 tiền mà có 10 kiếm mà là có, đúng không? Thật ra 7 tiền vốn dĩ là trong suy nghĩ của họ, cái mối quan hệ này nó vẫn còn một cái nền tảng, nó vẫn có những cái mình dùng từ gọi là gốc rễ. Nó giống như một cái cây. Bạn nhìn vô 7, 7, 7 tiền, bạn sẽ thấy nó giống như một cái cây. Nó bị ngắt cái ngọn nhưng mà nó vẫn còn cái thân, nó vẫn còn cái rễ, nó vẫn còn những cái tược, lá nó vẫn xanh. Có thể trước đó 10 kiếm là giữa hai bạn nó có những cái vấn đề gì đó mà đao kiếm vô tình nó đâm tá lả tựa lưa và hai bạn tổn thương, hoặc là một trong hai người tổn thương. Nói chung không cần quan trọng là ai tổn thương ha, nhưng mà nói chung là có những cái vấn đề phát sinh mà có thể là hai bên không có thật sự giải tỏa hoặc là giải quyết được với nhau. Và Queen of Cup tức nghĩa là bản thân bạn này, bạn này là một cái người mà sống rất là tình cảm, cũng như là bạn này là một cái người nữ hoàng cốc là một cái người nhớ dai, tình cảm thì nó chôn giấu nhiều và có một cái tâm tư nó hay kiểu giống như là nhớ tới nhớ lui về người yêu. Nói chung là kiểu người gọi là khó quên được người yêu, thành ra tình cảm nó cũng không có thể dễ dàng mà phai mờ. Thành ra khi mà mình không biết là hai bạn đã chia tay chưa, nhưng mà cái vấn đề nó phát sinh ở chỗ 10 kiếm thì có thể họ cảm thấy đau lòng quá, họ rút lui vô bên trong, họ tháo chạy khỏi mối quan hệ, hoặc là đơn giản là họ muốn tạm dừng nó lại. Nhưng mà giống như là khi cái cây bắt đầu nó bị ngắt cái đầu đi rồi thì nó vẫn còn cái gốc, nó vẫn còn cái rễ. Thì cái người này họ cảm thấy là ok, chuyện này tôi có thể cho qua được, tôi đã chữa lành rồi. Tôi nghĩ cái vấn đề này không phải là chuyện quá lớn, tôi có thể tha thứ, tôi có thể bỏ qua. Hoặc là kiểu giống như, hoặc là mình gọi là một cái kiểu người bao dung đi. Sau cái chuyện này tôi có thể bỏ qua cho anh, hoặc là anh có thể bỏ qua cho tôi. Chúng ta có thể có một cái khởi đầu mới, bởi vì tôi tin rằng ai cũng sai lầm. Tại vì 10 kiếm cũng có thể dịch là sai lầm ha, những cái lỗi lầm cũ, những cái gọi là vết thương cũ. Thì mình cảm thấy trong cái suy nghĩ của người này nó có rất là nhiều thứ liên quan đến chuyện gọi là họ họ đau, nhưng mà họ hiểu được là cái đau này là cái mà họ chấp nhận, nhưng mà họ vẫn kỳ vọng một cái tương lai nó sáng sủa hơn. Nhưng mà cái kỳ vọng này mình cũng nói luôn, đó là không phải là một cái kỳ vọng như kiểu mà mấy bạn nghĩ là tôi sẽ nhào nhào tới mấy bạn, tôi van xin, tôi ỉ ôi, tôi quỳ lại mấy bạn để tôi có được cái tình yêu đó. Tôi sẽ có cái lòng tự tôn của tôi là 7 tiền, tức nghĩa là cái cây tình cảm của tôi nó chưa héo. Điều đó không có nghĩa là bạn không cần chăm bón. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chủ động, 7 tiền là người bị động. Tôi còn tình cảm với bạn không? Còn. Tôi còn cảm xúc với bạn không? Còn. Cho tôi thấy đi. Cho tôi thấy cái chứng minh của bạn đi. Bạn muốn quen lại với tôi không? Bạn có muốn bắt đầu với tôi không? Cho tôi thấy dấu hiệu.
cho tôi chứng minh cho tôi thấy bạn vẫn có muốn vung xén vào cái cây này. Tôi sẽ để cái cây tôi ở đó, nó chưa chết nhưng không có nghĩa là nó còn sống. Bạn tưới nước đi, bạn bón phân đi, cho tôi thấy là bạn cũng muốn vung xén với tôi đi. Mình cảm thấy người này giận và người này vẫn vẫn có mong muốn, có yêu cầu riêng của họ nha, chứ không phải mình nói còn tình cảm ở đây là kiểu sẽ sướt mướt, sẽ kiểu giống như là quay trở lại với em đi, em sẽ bao dung, em mở rộng vòng tay. Chị ghim nha mấy đứa, chị có 10 kiếm tức nghĩa là chị còn ghim nha mấy đứa, chị cũng biết đau lòng nha mấy đứa, chứ không phải là chị gọi là thánh thiện thiên thần như đây ha. Chị có một chị vẫn cảm thấy tổn thương vì cái việc mà giữa hai đứa có vấn đề, nhưng mà chị đây vẫn cần tình cảm với Cưng nên chị cho Cưng một cơ hội, và chị cho chị một cơ hội. Thật ra cái người này á có một cái sự gọi là thật ra bản thân họ cũng đắn đo đó, tức nghĩa là bảy tiền ở đây mình có thể dịch theo một cái kiểu vô tình hơn, đó là ô ngoài kia vẫn còn những sự lựa chọn khác nha mấy đứa. Bây giờ nếu chị không quay lại với Cưng thì chị vẫn còn sự lựa chọn khác nha mấy đứa. Chị vẫn là nữ hoàng cốc chứ không phải chị là một con dân nữ bình thường ha. Chị vẫn có một cái vai trò, một cái vị thế của chị. Tình cảm của chị có thể còn cho Cưng, nhưng mà nếu Cưng không đầu tư vô chị vẫn có sự lựa chọn khác. Bảy tiền tức nghĩa là tôi vẫn có những sự lựa chọn khác. Mấy người không phải là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Nhưng mà kiểu giống như bởi vì mình nói rồi, cái cây nó chưa chết, cái tình cảm nó chưa chết nên nó còn, không có nghĩa là nó sẽ tồn từ trường tồn mãi mãi ha. Tại vì mình thấy trong cái cách suy nghĩ của người này đó là nếu không phải là bạn thì cũng sẽ có người khác. Vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ tôi còn tình cảm vậy thôi. Này The Sun nè, The Hangman và chính tiền, gọi là họ có muốn bắt đầu một, họ có muốn có một cái khởi đầu mới với mấy bạn hay không ha. Đầu tiên khi mà mình nhìn vô ba cái lá này á, nói thiệt á, nó rất là giống như cái suy nghĩ của mình hồi nãy mà mình giải cho mấy bạn, mà cái suy nghĩ là chị đây chị vẫn còn tiền ha, chị vẫn còn điều kiện, chị vẫn là nữ hoàng cốc. Mình vẫn cảm giác bạn này đang trong một cái thời gian mình dùng từ gọi là cân nhắc. Bạn này là The Sun và bạn này cũng có hăng ma, tức nghĩa là bạn này vừa muốn tiến tới mà vừa 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 có chưa bước qua được, bạn này vẫn còn ngập ngừng. Nhưng mà bạn này mình biết là cái hướng của bạn đó là gì, đó là tôi sẽ tiến tới thôi, tôi sẽ moving forward, tức nghĩa là tôi sẽ vượt qua thôi, tôi sẽ chuyện này có chia tay, có ngừng, có yêu gì đó ở đây, nếu không còn nữa tôi cũng sẽ vượt qua được, bởi vì tôi biết đoạn đường phía trước của tôi còn dài. Chính tiền tức nghĩa là người yêu bản thân họ, là người thấy giá trị của họ, và hồi nãy họ 7 tiền, bây giờ họ lên tới 9 tiền, tức nghĩa là họ không ngừng phát triển, không ngừng đẩy giá trị của họ lên, bởi vì thứ họ mong muốn là 10 tiền, tức nghĩa là họ mong muốn một cái hạnh phúc, một cái sự đủ đầy, một cái sự an toàn, ổn định về tình cảm, chứ họ không muốn một cái sự bù đắp chấp vá. Và người này đang trong quá trình lột xác, dĩ nhiên những cái thứ mình nói nãy giờ toàn là những cái dấu hiệu của một người đang phục hồi, đang vượt qua những cái giai đoạn biến cố trong cuộc sống, và nó không có chắc gì đảm bảo là họ muốn quay lại với bạn. Ở đây mình chỉ cảm giác giống như đó là tôi vẫn chừa đường lui cho mọi người, tôi vẫn còn một cái gọi là một cái kẽ, một cái ngách nào đó cho bạn, nhưng điều đó giống như mình nói vẫn không có nghĩa là tôi sẽ chủ động quay trở về. Có thể tôi mở cửa đó, có thể bạn quay trở về, nhưng nếu tôi không còn cảm giác nữa, nếu mà tôi không cảm giác chúng mình hợp nữa, tại vì nó có hăng man ở đây, tức nghĩa là cảm xúc của người này, nhận thức của người này bây giờ không còn như ngày xưa. Ví dụ ngày xưa mình yêu bạn mình rất là quỵ lụy, mình rất là sướt mướt, mình rất là ỷ ôi, mình rất là tôn sùng bạn, nhưng mà bây giờ mình có The Sun và mình có The Hangman, giờ mày cần tao chứ không phải tao cần mày, bây giờ tình cảm tao khác rồi, ngày xưa tao quỵ lại mày chứ giờ mày có quỵ lại tao cũng chưa chắc ha. Kiểu nó đổi cái vai trò, nó đổi cái vai vế, nó đổi cái nhận thức rồi. Giống như ngày xưa tôi yêu anh mù mắt nhưng mà giờ mắt tôi sáng rồi, tôi không có mù nữa. Ngày xưa anh đối xử tôi tệ như thế này thế này thế này, nhưng mà giờ tôi sáng mắt tôi thấy mắt anh, tôi thấy rồi, tôi thấy anh tệ rồi, chứ không phải tôi gọi là tôi bị lụy như ngày xưa đâu. Bây giờ tôi đã có là con người khác rồi. Bạn này là The Sun và Hangman, bạn này nâng level bằng đó cao lắm rồi. Và mình cảm thấy là cái người này dù có bạn hay không có bạn, mình thấy người này vẫn tiến về phía trước rồi. Tức nghĩa là trong suy nghĩ của bạn này, nếu mà quay trở lại được, ok cũng tốt, mà nếu không quay trở lại được, không có cơ hội nào để bắt đầu một cái hành trình mới cũng được, không sao hết đó. Bạn này đã vượt qua, mình nghĩ bạn này vượt qua rồi, và bạn này đang trong một cái hành trình mới của bạn đó, chỉ là bạn đó để cho bạn có một cái gọi là cơ hội để gọi là đi cùng. Và cái đi cùng này nó giống như một cái bài test, một cái bài test để coi coi một cái bài kiểm tra để coi coi bạn với bạn bạn với họ có hợp nhau hay không.
có thể đi cùng nhau hay không, có thể là bạn đồng hành với nhau được hay không. Nếu không thì thôi đường ai nấy đi, bạn đi đường bạn, mình đi đường mình. Chính tiền có nghĩa là bạn có giá trị của bạn, tôi có giá trị của tôi. Và nếu mà tôi không còn cảm giác bạn là cái người phù hợp với tôi nữa thì thôi ok mình làm bạn. Tại vì mình cảm giác trong cái tư tưởng của người này bây giờ nó thoáng lắm, mình cảm thấy giống như chính tiền, tức nghĩa là mình không là gì của nhau thì mình làm bạn, mình là người bình thường. Nguyễn sao giống như là chúng ta đã từng là cái gì, chúng ta là kết nối với nhau rồi là được rồi. Chúng ta không có ân oán, chúng ta không có thù hằn, chúng ta không có giận hờn, chúng ta không có những cái ghét bỏ. Vậy được rồi, vậy là quá tốt rồi, vậy là quá ok, quá ngon rồi. Trong cái cách nghĩ của người này, được như vậy cũng tốt. Còn nếu mình với bạn không có cơ hội nào nữa hết, nếu bạn không cho mình thấy bạn cũng muốn quay trở lại với mình, ok bạn cứ xách đít bạn đi. Đường bạn đi, đường mình đi, coi như hai đứa mình hết duyên hết nợ. Mình nâng level của mình lên thì bạn muốn làm gì đó bạn làm. Xin chào các bạn, chọn tập số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông đăng ký kênh và giúp mình phát triển kênh nhiều hơn ha. Thì người ta có muốn một một khởi đầu mới với bạn hay không ha? Chính gậy The Star và King of Cups. Chính gậy The Star và King of Cups. Khó nha. Ba lá này đối với mình tương đối khó ha. Tại vì nó không có lên rõ cái quan điểm của người này. Thật lòng mà nói á, thì mình cảm thấy là không. Cái không này nó hiểu như thế này. Có thể tôi vẫn còn tình cảm với bạn. Nó giống như cái bông tuyết, nó giống như cái nụ bông, nó giống như cái nụ nụ cái nụ hoa trên cái cây này. Nhưng mà nó không nở. Mình cảm giác chính vậy đó, là tình cảm nó còn đó nhưng không có nghĩa là nó sẽ nở. Và mình cảm giác giống như nó là một cái gì nó đẹp nhưng nó đã đi qua rồi. The Star trong đây nó giống như là một cái, mình cảm giác nó giống như một cái giấc mộng, nó giống như một cái đích đến, nhưng mà bạn tưởng tượng giống như là một cái gì đó đẹp á mà nó lướt qua. Và bạn này có vua cốc nữa, thành ra mình cảm giác bạn này hiểu cái cảm xúc của bạn đó dành cho bạn. Bạn đó hiểu cái vấn đề của mối quan hệ này là gì. Bạn đó biết cái gốc gốc rễ của lý do vì sao mối quan hệ này có vấn đề, tức nghĩa là mình không biết mấy bạn chia tay hay là còn quen. Nhưng mà theo quan điểm của bạn này, vấn đề vẫn là và vấn đề vẫn luôn ở đó và vấn đề chưa bao giờ thay đổi. Chính gậy là những cái vấn đề cũ, những cái nỗi sợ cũ, những cái thất bại cũ, những cái chuyện gì đó cũ nó vẫn ở đó, nó không có đổi cái gì hết. Giống như ở đây mình không nói là bạn này trách bạn hay là móc bạn hay là giận hờn gì, không có nha. Ở đây giống như ví dụ hai bạn trước đây chia tay vì vấn đề ABCD nào đó, lỗi phải của ai không quan tâm. Bạn đó biết cái vấn đề nó vẫn nằm ở đó. Lỗi của bạn đó cũng được, lỗi của bạn cũng được, không quan tâm. Bạn đó biết cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Và bây giờ cái vấn đề này giải quyết chưa? Chưa. Có cách giải quyết không? Không. Có thay đổi gì không? Không. Có muốn thay đổi không? Không. Cái gì cũng không. Vấn đề vẫn y nguyên như vậy. Vậy góp cuộc, nếu bây giờ mình với bạn quay trở lại với nhau, cái vấn đề đó còn không? Còn. Có thay đổi không? Không. Mọi chuyện có mới không? Không. Bạn này nghĩ là như vậy. Bạn này nghĩ là vấn đề nó vẫn tồn tại ở đó thôi. Câu chuyện nó vẫn tiếp tục như vậy thôi. Vậy tiếp tục nữa được cái gì không? Không. Ít nhất theo quan điểm của bạn đó là không có tiến triển nhiều. Cái nụ hoa nó vẫn là cái nụ hoa. Giống như bạn nào chơi cái gì, chơi gì tiết mai phải không? Chơi chơi bông gì đó mai mai, nhưng mà mai mà ngâm ngâm trong Tết mới chơi á, xong rồi cái ngâm nó cho nó lạnh lạnh hay gì nó mới nở, còn nếu nó không nở là thôi á. Thì mình cảm thấy giống như là nếu mà bạn nào mà có một cái mối quan hệ mà nó có những cái vấn đề, mà cái vấn đề này nó không thuộc về phạm trù của ai hết, giống như là bạn có lỗi họ có lỗi, hoặc là lỗi phải đã nói chuyện với nhau hết rồi nhưng không có một cái phương án giải quyết cho cả hai, và cả hai thậm chí cũng tự hiểu được đối phương muốn cái gì. Giống như ví dụ mình với bạn quen nhau và mình với bạn biết rằng là đối phương còn tình cảm, nhưng mà mình với bạn cũng biết rằng có những cái mình với bạn không hợp, và mình với bạn cũng đã tự dặn lòng và tự hiểu được mối quan hệ này sẽ đi đâu về đâu rồi. Và ở thời điểm hiện tại có thể bạn còn tình cảm với mình cũng còn tình cảm với bạn, và cả hai bên kiểu giống như là vẫn có những cái gọi là suy nghĩ về nhau, nhưng mà những cái suy nghĩ đó nó không phải là tình yêu, nó cũng không phải là muốn quay về,
nó là một cái cảm giác thân quen đó bạn hiểu không? Tại vì cái này có The Star và có Vua Cóc, tức nghĩa là những cái cảm xúc thân quen, những cái cảm xúc quen thuộc, những cái suy nghĩ về một cái mơ mộng, mơ huyền nào đó về một cái tương lai giả định, tức nghĩa là ở giả định nếu mà bây giờ mình quay lại với cô ấy hay là anh ấy thì sẽ như thế nào. Hoặc là giống như đi ăn ở đâu đó quen thuộc quá, cái nó thọ ngày xưa mình hay đi ăn với anh đó ở đó giờ không biết nó làm sao. Tức nghĩa là mình xoẹt qua trong đầu, mình thoáng qua trong đầu những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc nó bâng quơ, nó thoáng qua, nó làm cho mình dừng chân lại một phút, một giây nào đó mình nghĩ về đối phương. Và người này họ có nghĩ tới, dĩ nhiên mình không thể nào nói người này là không nghĩ tới được, nhưng mà suy cho cùng thì mình cảm nhận suy nghĩ của người này nó giống như cái việc là tôi còn tình cảm nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay về, nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi không cho cơ hội để quay về, nhưng mà tôi không chắc là có quay về được hay không. Dùng từ đó có lẽ hợp lý đó, tôi không có chắc là có quay về để khởi đầu mối quan hệ này được hay không. Bạn này đang cảm thấy yên phận với cuộc sống của bạn đó rồi, bạn này là vua cóc, bạn này đã giải quyết xong cảm xúc của bạn đó rồi, và bạn đó cũng có những cái đích đến, cũng có những cái hướng đi, cũng có những cái mục tiêu, cũng có những cái điều mà bạn đó mong muốn ha. Tức nghĩa là bạn đó đã có những cái gọi là cái kế hoạch riêng cho bạn đó rồi. Nhưng mà bây giờ cái thứ mà bạn đó quan tâm là cái gì? Cái thứ mà bạn đó quan tâm đó là cái cảm xúc này sẽ xử lý nó như thế nào. Giống như nãy mình nói, bây giờ mình còn tình cảm, mình còn cảm xúc với bạn, nhưng mà có nghĩa mình có muốn quay lại không? Không, mình có muốn quay lại không? Không, không hề. Mình chỉ nghĩ về bạn thôi, nhưng mà mình có biết bạn có muốn quay về mình không? Không, mình có biết là nếu mà quay về hai đứa mình có ổn không? Không, mình không có biết, mình chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình trước cái đã. Bây giờ mình còn chưa chắc là mình có muốn quay về hay không, thì nói chi tới người ta. Mình cảm giác cái bạn này bạn đó nghĩ giống như vậy ha. Năm cốc, 5 tỷ. The world. Hiểu luôn ạ. Hiểu. Khi mà qua ba lá này thì mình khá chắc chắn về cái câu trả lời ba lá đầu của mình. Mình gần như mình chắc chắn với ba lá này, đó là không có cơ hội để khởi đầu mới đâu bạn. Lý do vì sao? Hồi nãy mình có nói một cái gì ở đây, đó là mình nói là mối quan hệ này nó có vấn đề bạn nhớ không? Thì cái vấn đề này giống như cái năm cốc ở đây, bạn nhìn thấy cái cốc bự nhất ở dưới không? Trong cái lá bên trái đầu tiên thì bạn sẽ thấy là cái cốc này nó bể rồi, nó có một cái vết nứt rồi và nó đang chất chồng những cái cốc nhỏ 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 lên, nó y chang như cái vấn đề. Kế bên cũng lại một lần nữa khẳng định lại cái việc này, cái mối quan hệ này nó giống như cái đĩa bị bể, nó bể nát rồi. Giờ có ghi dán lại được không? Không. Có hàn gắn lại được không? Không. Cái thứ bể đó là thứ vốn dĩ đã bể rồi, cũng như cái cốc đó nó nứt rồi, vốn dĩ nó cũng đã nứt rồi, chỉ chuyện sớm muộn là nó sẽ bể. Và trong cái suy nghĩ của cái người này, họ tin rằng cái chuyện bể là chuyện không sớm thì muộn, một mai một ngày nào đó. Và có sửa được không? Không. Bởi vì hai lá này đều là hai lá của bể, của đổ, của hư, của hỏng, thất bại, của những cái thứ không thể duy trì và tiếp tục, của những thứ nên gạt bỏ sang một bên và chấp nhận một cái tương lai mới, mà đã dạy bài nó còn lên the world nữa. Tức nghĩa là thật sự là bạn này muốn bắt đầu một cái tương lai mới với một người mới hoặc là một cái gì đó mới, chứ không phải là bạn. Ở đây nói nghe có vẻ vô tình, nhưng mà ý của mình ở đây đó là bạn này muốn một cái khởi đầu mới cho cả hai, không phải là bạn đó ích kỷ, bạn đó chỉ muốn một mình bạn đó, mà là nếu bạn có đường đi của bạn, bạn có người yêu khác, bạn tìm được một mối quan hệ khác tốt hơn, ok, họ chấp nhận và họ để bạn đi, còn tình cảm của họ còn dành cho bạn hay là còn nhớ còn thương gì đó là chuyện của bạn đó. Chứ không phải là bạn này nói là giờ tao bước đi rồi đó, tao có người yêu mới rồi đó, mày muốn làm gì kệ mày. Ở đây bạn đó không có nghĩ vậy, bạn đó chỉ nghĩ đơn thuần đó là mối quan hệ này vốn dĩ nó đã sứt mẻ, nó đã bể rồi, hai đứa mình có cố gắng hàn gắn lại cũng như không, vốn dĩ nó đã có những vấn đề và chúng ta thừa biết cái vấn đề này nó đã nảy sinh từ những cái mảnh vỡ nhỏ nhỏ nhỏ, nó chỉ chờ cái thời gian để nó bể thôi. Thì bây giờ nếu mà mình yêu lại, mình bắt đầu lại từ đầu á, thì mình phải xây dựng lại hết, mình đập bể hết và mình xây dựng lại từ đầu, thì bạn có can đảm làm với họ hay không? Thì cái này thì mình chỉ hỏi bạn thôi, thì thật ra mình cũng không có biết là bạn có muốn xây lại với họ hay không nha. Tại vì theo bài này lên thì mình cảm giác người này đóng lòng lại rồi. Khi mình nhìn cái lá The World này, mình cảm giác nó giống như một cái cây thông, một cái cây hồi, ở một cái cây gọi cây sồi, chứ là cây sồi là một cái giống cây gỗ, thân gỗ lâu năm ha, và nó cần thời gian để nó phát triển, và nó thường cái vỏ của nó rất là cứng để bảo vệ cái mầm ở bên trong ha. Và
theo mình cảm nhận cái người này, cái tình cảm của họ nó cũng giống như cái quả sồi này, mọi thứ nó đã đóng lại hết rồi và nó đang chờ thời gian để đơm bông kết trái, chờ thời gian để nảy mầm. Mà mình cảm giác để cái hạt sồi nảy mầm là phải nó phải được gọi là ngâm trong nước hoặc là trong cái được chôn vùi trong một cái vùng đất ẩm, đủ ẩm, đủ thời gian dung dưỡng thì nó mới nảy cái mầm, và để từ cái mầm đã trở thành cái cây tốn rất nhiều năm. Tốn rất nhiều năm nha. Thành ra mình cảm giác cái tình cảm của người này nó cũng giống như cái hạt này. Nó cần thời gian để dung dưỡng, cần thời gian để phục hồi, cần thời gian để bắt đầu lại. Hoặc là mối quan hệ giữa bạn với bạn này cần thời gian để suy nghĩ lại. Ở đây mình không nói là chia tay hay gì hết, mình chỉ nói đơn giản đó là suy nghĩ lại ở đây là gì. Đó là nếu cả hai người thật sự còn cơ hội để quay trở lại thì đây không phải là chuyện mình nói hôm nay mà ngày mai nó sẽ thành, cũng không phải chuyện hai đứa bạn nói với nhau rồi hai bạn bắt đầu lại liền, mà là bạn đó sẽ bắt đầu lại từ đầu á. Mình dùng từ là bắt đầu lại từ đầu luôn á, là hai đứa mình sẽ tìm hiểu lại, coi là có hợp không, có ok không, có quen được không, có thấy muốn quen hay không, có muốn tìm hiểu lại hay không, có muốn bắt đầu lại hay không, hay là không muốn cái gì hết. Tức nghĩa là xuất phát điểm nó quay trở về số 0 luôn. Mình với bạn, là con người bình thường, mình với bạn không có cái gì hết. Dĩ nhiên là không có chuyện mà giả điên, giả khùng mà không có chuyện gì xảy ra, mà là chúng ta thật sự bắt đầu lại trên cái nền tảng cũ. Nhưng mà nó rất là hy hữu, không, đừng dùng từ hy hữu, nó rất là kiểu giống như là phiêu du á. Tức nghĩa là tôi cũng không chắc chắn, bởi vì tôi biết phía sau đó là đổ vỡ, là năm góc, là năm tiền. Tôi biết chúng ta đã có những cái vết sẹo rồi, nhưng mà bởi vì tôi cũng nghĩ cho tương lai, tôi cũng tin rằng một cái tương lai tốt đẹp nào đó nếu có thể. Thành ra bạn này để cho một cái tương lai nào đó nó hên xui may rủi, bạn này để cho số phận và định mệnh quyết định. Nhưng mà kiểu giống như đó là nếu cả hai cùng đồng lòng, còn nếu mà một trong hai đứa hỏng đồng lòng thì bạn này quyết định đập bể. Tại vì mình cảm giác bạn này không có muốn làm cái gì đó quá nhiều trong câu chuyện này ha. Kiểu giống như miễn cưỡng ha. Xin chào các bạn, chọn tự số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhớ đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn ha. Thì người ta có muốn bắt đầu lại với bạn hay không ha? Có muốn một khởi đầu mới với bạn hay không ha? 7 gậy, 4 gậy, 3 kiếm. Khá là khó nha. Nói thiệt theo cảm nhận của mình thì mình muốn trả lời là không nha. Thiệt sự mình thấy là không. Lý do thì rất là rõ ràng luôn. Khi mình nhìn vô ba cái lá này, mình thấy một cái sự kháng cự và một cái sự phòng ngự. Mình nhìn thấy đầu tiên là 6 cây gậy chỉa vô một cái cây. Cái thứ hai là mình thấy đóng khung lại, mình không thấy muốn mở cửa. Cái thứ ba là khóa lại luôn, ba cái kiếm này khóa lại với nhau. Mình cảm giác một cái sự phòng thủ và một cái sự chống đỡ, mình không cảm nhận cái sự thân thiện ở trong đây. Ở đây mình nói thân thiện không có nghĩa là họ ghét bạn nha. Ý mình nói ở đây đó là cái ý của họ nó không có được thân cho lắm á. Nó không có được thiện cho lắm, nó có cái gì đó nó hơi bực dọc, nó hơi đóng lòng. Nó không có mở, nó giống như không giống như tụ 1 và tụ 2. Cái tụ này nó cho mình một cái cảm giác của chuyện là chuyện cũ tôi còn nhớ đó và tôi chưa có quên đâu. Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn có nghĩ về những cái phút giây đẹp đẽ đó, nhưng mà tôi có tổn thương. Tôi có sự tức giận, 7 gậy là giận, là bực bội, là khó chịu, là cảm giác muốn xử lý vấn đề. 3 kiếm là tổn thương, là đau lòng, đau khổ, là những vết thương còn hằn ở đó. 4 gậy là còn nhớ, còn thương, còn yêu, còn vương vấn, còn nghĩ về. Nhưng mà giống như 7 trừ 4 còn 3 đó. 7 trừ 4 còn 3, cái tổn thương nó nhiều. Cái yêu thương thì nó 4, nhưng mà bây giờ vẫn còn trừ xong vẫn còn lòi ra 3 cái kiếm đó. Tức nghĩa là bài của bạn này nó rất là logic luôn. Tức nghĩa là bạn này trong suy nghĩ của bạn đó là thương, yêu là yêu, nhưng mà ghét là ghét, buồn là buồn, hận là hận á. Mình cảm thấy bạn này có một cái sự giận dỗi, có một cái sự khó chịu trong đây. Và cái năng lượng của bạn này nó cho mình một cái cảm giác đó là bây giờ làm sao để mở khóa tao đã, làm sao để tao tháo gỡ 3 cái kiếm kia ra đã. Và chưa kể nữa là mình cảm giác bạn với bạn này, cái năng lượng có vẻ giống như một cái mối quan hệ khi mà vấn đề xảy ra hai bạn không có giải quyết xong. Có thể nó có những cái vấn đề gì đó ở trong đây mà hai bạn không có xử lý xong với nhau. Kiểu giống như là nó vẫn còn treo ở đó, vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ. Hoặc là nó vẫn còn những cái nó còn những cái gì mà kiểu giống như là giống như đó là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là không có thuận lòng vừa ý với nhau. Và kiểu giống như là mình cảm giác giống như là bởi vì chúng ta còn những cái vấn đề, bởi vì chúng ta còn những cái kiểu giống như là
còn những cái mà khúc mắc chưa có gỡ. Thành ra nếu bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tôi còn khúc mắc nè, tôi còn bực bội chuyện cũ nè, tôi còn những thứ tôi chưa quên nè, mà tôi còn thấy ghét bạn nữa, rồi tôi có muốn quay lại, tôi có muốn khởi đầu không? Chắc là không này đó. Hoặc là nếu mà giả sử bây giờ bạn đi xin lỗi tôi đi, bạn 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 chủ động với tôi đi, mình cũng không thấy bạn này cần luôn đó, mình cảm giác bạn này đóng cửa lòng lại rồi, giống như thả chó vậy đó, giống như bạn đứng ở ngoài bạn kêu la, bạn làm quần gì không cần biết, bạn này ở trong nhà thậm chí bạn này cũng chả quan tâm, mình cảm giác bạn này kiểu giống như là đóng cửa lại rồi tắt đèn đi ngủ rồi, bạn này không có còn thiện chí, mình cảm giác cái thiện chí của bạn này nó rất là ít và nó rất là thấp. Chưa kể nữa là khi mình nhìn vô cái này mình cảm giác nó có mắm có muối gì đó ở đây, ý của mình là có một cái sự dặm mắm thêm muối, có một cái sự gia giảm gia vị gì đó ở đây, nó làm cho cái sự hăng hăng mùi, cái bực bội làm tăng lên. Tức nghĩa là có thể cái chuyện này nó đã xảy ra lâu rồi, hoặc là cái vấn đề giữa hai bạn nó hơi bị căng thẳng đó, chiến tranh lạnh hoặc là chiến tranh nóng gì đó cũng được ha, nó làm cho mình cảm giác một cái việc có một cái gì đó mà tao ghim, hoặc là tại sao lại đối xử với tao như vậy, mình cảm giác có cái gì đó ở đây nó không có thật sự thoải mái và nó tổn thương, nó làm cho cái người này dù là họ họ vẫn hiểu là trong câu chuyện này giữa hai người vẫn có những thời gian những cái ok đẹp, nhưng mà suy cho cùng cái vấn đề cốt lõi, cái vấn đề bản chất nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà có nghĩ tới cái chuyện mà khởi đầu lại hay không, thật ra người này không dám nghĩ lại, tại vì mình cảm giác cái giống như mình nói là một cái người mà bị tổn thương sâu sắc, họ thường có khuynh hướng là cảm thấy mọi chuyện nó rất là tồi tệ, thì bạn này cảm giác bây giờ nó quá là tồi tệ để khởi đầu lại, giống như quá muộn để quay trở lại, và kiểu giống như là khi mà nó muộn quá rồi thì thực sự nó kiểu giống như là có quay trở lại thì nó cũng không có dớt dát gì được bao nhiêu á, nó cũng không có dớt dát gì được nhiều. Mình cảm giác trong cái suy nghĩ của bạn này giống như là nếu mà bây giờ có dớt dát thì thật sự giống như là cái tổn thương nó vẫn ở đó thôi. Giống như bây giờ mình có quay trở lại với bạn, mình có bắt đầu một cái khởi đầu mới, mình có còn bị tổn thương không, có mình có bỏ qua được không, chắc cũng không. Mình thật sự mình nhìn bài của bạn này mình cảm giác nó có nhiều cái thứ ngứa ngứa trong người. Vua gậy, cái tôi của bạn này, the hybridis và kỵ sĩ gậy. Bạn này muốn 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 move on rồi. Bài của bạn này lên là bạn này muốn tiến về phía trước, là bạn này không có muốn quay về đâu. Bài của bạn này là bạn này một khi là đã hạ kiếm là đao kiếm vô tình nha. Bạn này rất là lý trí nha, rất là lý trí và rất là thẳng tính và nóng tính nha. Bạn này là một người có một cái lòng tự tôn cao. Trong câu chuyện giữa bạn với bạn này mình không biết lý do là vì cái gì, nhưng mà mình nghĩ cả hai người đều là những người có cái tôi và sự cứng đầu, và trong hai người có một cái sự gọi là không chấp nhận sự thật rằng mình sai hoặc là họ sai. Mình không biết ai sai trong đây, nhưng mà mình thấy là cả hai đều có những cái chính kiến riêng. Giống như ví dụ như là trong một cái trận đánh, tại vì mình thấy ở đây là có vua gậy và có kỵ sĩ gậy ha, thì giống như là trong một cái trận đánh đó, bây giờ ông vua với thằng tể tướng đi đánh xong cuối cùng thua, ông vua thì không lẽ giờ ông đổ thừa cho thằng tể tướng là mày quánh thua. Thằng tể tướng nó sẽ nói là tại vì ông vua dở quá không có biết chỉ huy nên thua, gồm lẽ hai ông vua với thằng tướng quýnh nhau hả, có được gì không, không rồi còn mất đoàn kết nữa. Thì mình cảm thấy ở đây cũng giống vậy, giống như cái kèo giữa bạn với bạn này quýnh nhau cũng banh chành rồi, rồi em lên giờ đổ thừa nhau tại mày, tại tao với tại mày, cãi qua cãi lại được gì không, không. Và đôi bên đều biết cái vấn đề nằm ở đâu nha, tại vì vua gậy với kỵ sĩ gậy tức nghĩa là giống tính nết giao, giống cái kiểu của nhau, nên tự cảm thấy là hiểu rồi, biết cái nết của nhau rồi, nhưng mà có chịu cái nết này không. Giống như ông vua ông nói thôi bây giờ thằng này là tể tướng nhưng mà tao thấy nó đánh không được, tao nghĩ chắc tao sẽ tìm một thằng tể tướng khác, hoặc là ít nhất là tạm thời để nó như vậy, tại vì giờ nó làm tướng thì tao cũng không thể phế truất nó liền, tao cần thời gian, lỡ lỡ hớ nó quay tướng nó kéo quân nó quýnh ngược lại ông vua thì mệt. Còn cái thằng tể tướng thì nó cũng không thể nào nó chửi ông vua ngu, đúng không, nó chửi ông vua ngu thì ông vua sẽ chém đầu nó, thì nó cũng lựa lời, nó cũng phải là giữ mình. Thì mình cảm giác giống như là trong cái mối quan hệ, trong cái kết nối giữa bạn với cái người này, cả hai đều có những cái khuất mắc và những cái khó nói với nhau, và đã vậy còn the hybrid ở giữa, tức nghĩa là bị ghim á bạn, tức nghĩa là trong lòng không có cam tâm, trong lòng có những cái thứ mà không có giận giận bỏ bụng,
chết mang theo đó, chứ nó không có nói với nhau được và cũng không có thống nhất với nhau được, cũng không có hiểu được cho nhau. Mình cảm giác giống như là quay trở lại cái câu chuyện là mình cảm thấy là một trong hai người đã tiến về phía trước ở đây, tiến theo kiểu là cái gì, tức nghĩa là tôi không muốn quay về chứ không phải tiến ở đây là tôi đã tiến với người mới rồi. Tại vì mình cảm giác ở đây giống như đó là mình cảm giác cái có vẻ như cái người trong cuộc nghĩ rằng một trong hai người sẽ không có chuyện hạ mình quay trở là trở trở lại hay là quay trở về, hoặc là một trong hai người đã quyết định không lui cung nữa, đã quyết định không không muốn bắt đầu lại. Trong bụng họ đã có một câu trả lời rồi, và dù bây giờ trong bụng họ có còn tình cảm hay không còn tình cảm, cái quyết định cuối cùng đã ra rồi thì cũng không có quyết định lại, bởi vì vốn dĩ cái tính cách của người này đó là một khi tôi đã hạ quyết định tôi sẽ không thay lòng đổi dạ, tôi sẽ không bao giờ đổi quyết định của tôi, dù tôi có còn yêu còn thương còn nghĩ còn cái gì tôi cũng không là không. Mình thấy bạn này đã có một giống như bạn này giống như con mèo ngồi liếm vết thương vậy đó, họ đã cố gắng họ liếm 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 cho hết cái vết thương của họ rồi thì liếm xong coi như là xong luôn. Mình cảm thấy bản thân của người này họ là một người mình không quan tâm họ có giận bạn hay không, hoặc là trong câu chuyện này ai đúng ai sai, giống như nãy mình nói mình không nghĩ người này giận, mình cũng không nghĩ người này kiểu giống như là hờn trách hay kiểu giống như là ghim thù đợi trả thù gì không. Có thể tôi còn buồn, có thể tôi còn phiền lòng, có thể tôi còn liếm nỗi đau, tôi còn liếm vết thương, nhưng mà trong trước cái mặt của bạn, trước cái câu chuyện của hai đứa, trong cái câu chuyện này tôi sẽ thể hiện ra tôi là một người không có vấn đề gì hết, bởi vì tôi biết vấn đề nằm ở đâu, tôi hiểu cái chuyện này ra sao, tôi biết cái việc tổn thương này là như thế nào và tôi hiểu nó là như vậy, thành ra tôi để nó là như vậy và tôi chọn lựa một cái con đường mới. Giống như tôi biết nếu đâm vào ngõ cụt là đau thương thì ngu gì tôi đâm vô ngõ cụt, đúng không? Nếu tôi biết quay trở lại hai đứa mình vẫn cắn nhau thì mình quay lại làm gì? Mình cảm thấy trong cái suy nghĩ của cái người này á, đó là né tránh đau thương, né tránh những cái gì tổn thương nhau nhất. Giống như bạn này nghĩ là nếu bây giờ có quay về cũng là ba kiếm mà, tại vì mình thấy bạn này ba kiếm, tức nghĩa là một là bạn này nghĩ về cái tổn thương của bạn đó, hai là khi mà quay về thì cả hai đều có những cái tổn thương rồi, giống như mình tán vô mặt bạn, bạn tán vô mặt mình, đau không đau, nhớ không nhớ, bây giờ hỏi lại mày có tán tao không, mình sẽ nói có, bạn có tán mình không, mình cũng sẽ nói có. Thì ra mình giống như cái tán đó mình nhớ không nhớ chứ, sao quên được bạn tán mình mà sao mình quên được bạn. Xong rồi kiểu giống như là bây giờ cả hai khi mà nhìn cái mặt nhau cái nhớ cái chuyện tán không à, nhớ cái chuyện là mình đã làm tổn thương, nhớ cái chuyện nó đã xảy ra không à, rồi sao bước tiếp, giống như thà hổng nhớ, giống như là thà hổng có cái chuyện tán nó xảy ra. Ở đây nấy ở đây mình không 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 cảm giác nó giống như là một cái người ghim nha, mình không gọi là ghim bỏ bụng nha, mình vẫn khẳng định ở đây là một cái người rất là lịch sự và đàng hoàng, nhưng mà mình vẫn cảm thấy có cái gì đó giống như là nó cấn các bạn, nó lấn cấn ở chính giữa, mà một khi nó đã cấn rồi là nó có sẹo, nó có vết hằn giống như một cái tờ giấy bằng nhò nhờ bằng dần dò 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 nó lại nó nát rồi, nó nhàu rồi. Bây giờ bạn có mở ra bạn ủi cỡ nào nó cũng không thể nào phẳng được, nó giống như là cái cốc nước đổ đi hứng lại không được vậy, hốt lại không được vậy đó. Thành ra trong suy nghĩ của bạn này mình cảm thấy giống như là khỏi có muốn bắt đầu một cái khởi đầu mới không, trong tâm có thể nghĩ tới chuyện đó nhưng thật tâm trong lòng không dám tin là chuyện đó có khả năng, và cũng nghĩ rằng chuyện này khó mà có thể gọi là quay quay đầu lại, quay quay bờ cái gì, quay quay đầu là bờ, không có đâu.